Tô Gà TV thì các bạn đang thắc mắc là tại sao hôm nay anh Tô Gà lại bán đàn gà của mình đi, thì để tôi giải thích cho các bạn coi là tôi hết tiền rồi. Chuyện là máy tính của tôi sắp hư rồi nên tôi sắp tới không thể nào quay được video hay cho các bạn coi, nên là tôi quyết định phải bán đi đàn gà con của mình để sắm sửa một bộ PC mới các bạn ơi. Tô Gà bán nè, nên là các bạn muốn ủng hộ cho Tô Gà thì các bạn hãy nhớ bấm subscribe, bấm like thiệt là nhiều. Ôi, hình như có khách hàng tới. Hello, xin chào quý khách. Ủa, Jack VN à, chào Jack đến với hai cái chỗ bán gà của tôi. Thì hôm nay tôi quyết định bán hết đàn gà này, Jack có muốn mua không? Để tôi coi nào. Mấy con gà này nhìn chắc phèo. Ủa, ai vậy? Không có gì đặc biệt hết, thôi không mua. Ôi trời đất ơi, Jack ơi, khoan đã. Không có người này mua thì có người khác mua, để tôi ráng đợi chút xíu coi. Có ai mua gà nữa không? Ai mua gà không? Ủa, gà mày bán gì vậy? Ủa, có khách rồi. À, xin chào Huy Lấp nha. Hôm nay Tô Gà quyết định bán nguyên cái đàn gà của Tô Gà này. Huy Lấp có muốn mua không? Ủa, nhìn ngon vậy, để về tao nướng thịt gà cho. Ê, không được, không được, không được, không được. Từ từ nha. Cái này mua về là chỉ được nuôi thôi. Gà mà mua ăn mua làm gì? Thôi về. Quá đâu đó. Nó muốn mua đàn gà của tôi nhưng mà nó muốn mua vậy nó làm thịt, nhưng mà tôi đâu có nỡ lòng nào đâu mấy chú gà tội nghiệp này. Vậy là không có ai mua sao? Mình phải nghĩ cách gì đó để mọi người có thể thích thú với việc nuôi gà ta. Để tôi suy nghĩ thử coi. Làm sao để mọi người đều thích gà ta? Để mình suy nghĩ đâu thử. Có chuyện khó. Ở đó có khứa đồ bộ. Giọng của ai vậy? Cái gì mà khứa đồ bộ kìa? Ôi trời đất ơi, cái gì vậy? Ai vậy? Đây chỉ là khứa đồ bộ. Đây chỉ là một nhân vật bí ẩn đã từng xuất hiện trong những video trước của tôi mà tôi cũng chưa biết được nhân vật này thật sự là ai các bạn ơi. Nhưng mà sao hôm nay khứa đầu bò lại xuất hiện ở đây rồi? Tôi tới đây để giúp đỡ cậu đời. Cái gì? Khứa đầu bò xuất hiện để giúp đỡ tôi à? Nhưng mà ông là ai vậy? Chuyện nó không quan trọng, quan trọng là tôi có thể giúp cậu được nữa thôi. Hỏi cái gì vậy? Đây chính là máy mà cậu đang cần đó. Máy này có thể khiến cho mọi người thích thứ mà cậu muốn. Ví dụ như là bây giờ tôi đang muốn mọi người thích những con gà để mọi người có thể mua gà đúng không? Hợp lý, hợp lý. Nhưng mà dùng sao đây, dùng sao đây? Bây giờ cậu chỉ cần nhập cái thứ đó lên trên máy tính thì nó sẽ hoạt động. Ui, thì khả khứa đồ bò. Trời ơi, ông tốt quá vậy. Cảm ơn khứa đồ bò nha. Từ để tôi thử coi, để tôi thử coi. Để mình nhập vô gà thử coi. Gà này, gà này, gà để cho mọi người cùng thích gà nào. Chỉ cần nhập gà vô là được đúng không? Khứa đồ bò. Ôi chị, khứa đồ bò mất tiêu rồi. Ôi trời ơi. Sau khi mình nhập gà xong rồi mình chỉ cần bấm nút một cái để hãy cha. Được rồi, là mọi người sẽ thích gà thôi. Trời ơi, mình nhập lộn gà thành Tô Gà rồi. Ôi chết rồi, ơi giờ có sửa có được không vậy? Chết rồi, mình phải sửa lại gấp tới vậy. Mình không muốn là Tô Gà, mình chỉ muốn gà. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Ôi chết rồi, trong này nó bay ra một cái khí gì vậy? Trời ơi, đừng nói là nó đã hoạt động rồi nha. Đừng nói, có nghĩa là nếu như vậy cái máy này sẽ khiến mọi người thích Tô Gà đó nha. Tôi vô lại tôi kiểm tra xem thử cái máy này nó có hoạt động thì không vậy các bạn ơi, hay là khứa đầu bò chỉ là troll Việt Nam thôi. Mình đâu có thấy chuyện gì xảy ra khác đâu ta. Không bán gà hả Tô Gà? Trời ơi, là trời không bán thì đúng không ế? Đúng không? Trời đất ơi, Jack nó kêu chọc mình kia, nó kêu mình bán ế kia coi. Nhưng mà quan trọng là cái máy đó nó đâu có tác dụng gì đâu, mọi người đâu có thích tôi đâu. Vậy là ông khứa đầu bò kia, ông troll Việt Nam tôi rồi. Ủa mà Tô Gà sao tự nhiên hôm nay ông đẹp trai gì vậy? Cái gì đẹp trai hả? Là sao ý ông? Kể gì vậy? Sao Jack nó chết, con mắt của nó thành trái tim luôn rồi. Ông có thể cho tôi ôm ông cái được không? Cái gì ôm ai? Không được nha, không được nha, đừng nha. Chết rồi coi, vậy là cái máy đó nó có tác dụng thiệt kìa. Chờ ông chạy thôi. Chuyện gì xảy ra vậy? Mình trốn được chắc rồi các bạn, may quá mình trốn được chắc rồi. Ôi kìa, ây da, cái gì vậy? Trời ơi, Huy Đắp mày đi đứng kiểu gì? Chào anh gì? Cái gì đó đây? Sao con mắt Huy Đắp nó cũng thành trái tim luôn rồi. Đừng mà Huy Đắp ơi, tao là Tô Gà này, mày tỉnh lại đi, tao không phải là hả crush của mày đâu, nên là đừng có nhìn tao với ánh mắt đó. Trời ơi, cho anh một cái nha anh. Đừng có mà chạy thôi các bạn ơi. Trời đất ơi, ngay cả Huy Đắp bây giờ nó cũng thích mình luôn rồi. Cái gì mà mình leo mình lên? Chạy lại chạy thôi, chạy thôi các bạn, nhanh lên chạy lại. Ui, cái gì? Hello anh Tô Gà. Hello, sao đây? Chạy thôi, chạy thôi, không có hôn gì hết. Chạy lại. Trời ơi, ngay cái sầu riêng này đây, có ai không cứu tôi với? Coi kìa, à chi tì gì? Hello, hôm nay ông đẹp trai quá vậy, đứng lại coi. Ôi đâm ba hai chi sầu riêng, hai người đó thích tôi luôn rồi. Chạy lẹ, trời ơi, chuyện này thiệt là điên rồ mà các bạn ơi. Sầu riêng với hai chi đang được cho tôi kìa. A few moments later. Trốn được rồi, mình trốn được rồi các bạn ơi. Trời đất ơi, đi tìm Tô Gà nào hả chị ơi. Ôi bay quá, bỏ đi tìm mình rồi các bạn ơi. Trời ơi, may quá. Tại sao mọi người trong làng đều thích
mình rồi. Chắc chắn là do cái máy mà ông khứa đầu bò nó đưa cho tụi mình rồi đó, các bạn không thể nào khác được. Thôi được rồi, bây giờ mình phải đi về mình tắt cái máy đó gấp thôi các bạn. Nếu không là mọi người sẽ thích mình quậy như vậy thì mình thấy kỳ lắm các bạn, nổi hết cả da gà. Huy bây giắc, Huy bây giắc đang đứng đó làm cái gì vậy các bạn ơi? Chết rồi, từ từ. Hello, hello, hai người ở đây làm gì vậy? Tôi ở đây mua hết đàn gà của ông nè. Tôi mới có nhiều tiền nè, tôi sẽ mua hết đàn gà. Cái gì? Huy bây giắc đang cãi nhau. Từ từ để làm tiền. Huy cảm ơn. Biết rồi, mọi người nhiều tiền, cảm ơn nhau. Nhưng mà mọi người bình tĩnh đi. Mọi người ơi, nghe tôi nói nè. Chúng ta dù gì là người cùng một mẹ chớ hoài la lộn, chung một làng chớ hoài đánh nhau mọi người. Gì hả? Ơ, tôi nói vậy tôi nghe lời. Ui, cái gì? Sao hai người nghe lời vậy? Ú, đúng rồi hả các bạn? Hai người này đang thích tôi, bạn đây là tôi nói gì họ cũng nghe chứ. Vậy thì tạm thời mình khoan tắt cái máy này đi đã hai coi. Được rồi. Vậy bây giờ mọi người nếu mà thích tôi thì mọi người có gì cho tôi không? Chẳng hạn như mấy cái tờ xanh xanh mọi người đang cầm đó. Ok, cho anh nè. Anh nè. Đã vậy đúng là dạng người được mọi người thích sướng thì các bạn cảm ơn. Trời ơi, giàu quá các bạn. Vậy là tôi có tiền để tôi nâng cấp máy tính để quay video cho các bạn coi rồi. Yeah. Chuyện là tôi đang hơi mỏi lưng đau, mỏi vai gáy nên là mọi người hãy đấm bóp cho tôi một chút xíu được không? Đã quá các bạn. Ôi trời đất ơi, hai người đấm bóp vai cho tôi nè các bạn ơi. Đã quá. Cảm ơn hai người nhiều nha. Đúng là ôi trời ơi, dắt nó đang bóp tôi. Ôi trời ơi, Huy thì đang bóp vai bên trái nè. Đã bóp thấy đỡ đau lưng rồi, đỡ đau mỏi vai gáy rồi các bạn ạ. Trời đất ơi, thoải mái quá đi mất các bạn ơi. Ha. Ủa, như mình thấy nè. Ôi, chị Nabi. Ôi, sao chị Nabi lại tới lúc này? Ôi, không biết chị Nabi có bị cái máy đó ảnh hưởng không ta? À, Huy với Dắt hả đang bóp vai cho em đó chị Nabi ơi. Ai vậy? Sao chị không được bóp vai cho em mà hai người lại bóp vai cho em? Ôi, cái gì? Ôi, thì hồi nãy không có chị Nabi mà. À, chị Nabi bình tĩnh, chị Nabi ra chuyện đâu còn có đó mà. Chắc sao có đâu nè. Huy Dắt ơi. Ôi trời đất ơi, chị Nabi đá hai người đó bay luôn. Chị Nabi giận người kìa các bạn ơi, nhìn cái mặt chị Nabi kìa. À, đúng rồi. Ôi, cái gì cơ? Nhẹ tay thôi nha chị Nabi ơi, đừng có làm mạnh tay quá chết rồi các bạn ơi, chị Nabi giận rồi. Ôi kìa, trời ơi, cái gì vậy, mình bị lún xuống đất luôn rồi các bạn ơi. Trời sao mà chị Nabi mạnh vậy? Ôi tôi đang ở đâu vậy? Trời ơi, Nabi massage một cái tôi lún xuống đất luôn ấy. Cứu tôi ơi, đúng là sức mạnh của tình yêu. Tôi gãy mấy cái be sườn luôn rồi các bạn, gây massage gì mà mạnh tay dữ vậy. Trời ơi, được rồi, đi về rồi. Tôi nghĩ mình nên tắt cái máy đó là đủ rồi, các bạn không chơi nữa. Bây giờ tắt làm sao đây, làm sao để ngừng chuyện này lại đây? Trời ơi, khứa đầu bò đó có khứa đầu bò. Trời ơi, ông nên đúng lúc lắm khứa đầu bò. Tôi cần biết cách tắt cái máy này. Hồi nãy tôi tính điện chữ gà vô thôi, cái tôi bấm lộn tên tôi vô. Bây giờ làm sao để tắt được nó đây? Tắt thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà sao phải tắt chứ? Trời đất ơi, phải tắt để mọi người khỏi. Cái gì vậy? Cả khứa đầu bò cũng bắt trái tim luôn rồi là sao? Cậu cũng đẹp trai đó chứ. Cái gì gây cả khứa đầu bò cũng bị chịu ảnh hưởng của cái máy luôn rồi coi. Bây giờ đừng nói là khứa đầu bò cũng crush tôi luôn rồi nha. Lần đầu tiên con bò thấy yêu con gà đó. Cái gì con bò mà yêu con gà hả? Chạy thôi. Trời ơi, trời ơi, khứa đầu bò này là ai vậy? Sao tự nhiên bây giờ ông thích tôi luôn rồi? Trời ơi, coi không cứu tôi ơi, coi không cứu tôi ơi. Huy với Nabi hả? Khứa đầu bò kìa, cứu tôi ơi, bảo vệ tôi ơi. Trời ơi, may quá có Huy với Nabi. Ai cho ngươi dám đụng đến anh to gà của ta hả? Cái gì? Trời đất ơi, cuộc chiến tay ba này các bạn, ba người thích tôi đang chuẩn bị đánh nhau hay gì nè? Trời ơi, không, trâu gà là của khứa đâu mà. Trâu gà là của Huy nô, gà là của ta. Mọi người quanh nhau kìa. Trời ơi, sủi lẹ tôi coi. Bây giờ mình phải quay trở lại cái máy đó để mình canh kiếm cách để mình tắt cái máy đó lại thôi. Nếu không là mọi người trong làng sinh tố sẽ chiến tranh vì tôi mất. Hình như đó chính là Hà Chi với Sầu Riêng hả? Chết rồi, ai người đó đang canh cái máy của mình rồi. Các bạn sao mà nhiều hả người quá vậy? À, mình có ý này nè. Mình đã gắn một hình nộm tô gà TV vô một con gà này. Và mình sẽ dùng cái tô gà giả này, phát ke này. Mình sẽ dụ hai đứa kia đi ra chỗ khác coi. Gà ơi, đi mà qua chỗ bên nào để dụ tụi nó đi đi tô gà ơi. Ôi, tô gà kia, đứng đây. Rồi, sầu riêng với, hai sầu riêng với. A Chi đang mê mũi. Rồi, được ra tô gà, bye bye.
bay. Trời, kế hoạch của tôi thiệt là hay bye bye. Rồi bây giờ nhân cơ hội đó mình sẽ đi vô, mình sẽ tắt cái máy này đi các bạn à. Làm sao để tắt được cái này nè mọi người, bạn đừng tắt tôi đi. Trời đất ơi, đừng có nhiều người tắt tôi quá là tôi xỉu rồi. Nhanh lên, làm sao để tắt được cái máy này đây, coi tôi đang bấm bậy luôn rồi nè trời. Cái gì? Máy sẽ tự hủy sau 10 giây. Ui, mình thành công rồi đây ơi. Và 10 giây nữa máy này nó sẽ tự hủy sau. Còn 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây và 1 giây. Ây da, cái máy nó tự hủy rồi các bạn. Chuyện gì vậy? Ôi, mọi người trở lại bình thường rồi hả? Wow, trời đất ơi. Mọi người hết thích tôi chưa dạ? Ôi, sao kỳ dạ, quên mất chị Nami thích tôi sẵn rồi. Để hỏi Huy Đức này cho chắc này. Huy Đức còn thích tôm vậy? Còn. Cái gì cơ? Là sao? Là sao? Ai thích mày? Ôi trời ơi. Yeah, vậy là thành công rồi Huy Đức à. Mọi người không còn thích tôi nữa rồi. Trời ơi, cảm ơn mọi người nhiều. Mày quậy cái gì với tôi gà? Trời đất ơi, tao không cố tình quậy đâu. Tất cả là tại ông Khứa đồ bò đó. Ông hả đưa tôi một cái máy xong là làm khiến mọi người đều thích tôi hết trơn á. Trời đất ơi, mọi người không tin thì mọi người nào? Ủa, cái gì sao ông đâu mất tiêu? Ôi, cái gì? Khứa đồ bò đâu mất tiêu rồi? Ôi, Khứa đồ bò ơi, ông vừa đây mà. Ôi. Em cố tình trốn mọi người đúng không? Ôi, em không có trốn Việt Nam, gì à? Ai da, tôi không có trốn mà. Cái này là sự thật mà. Ai mà dù sao cũng cảm ơn tiền của Huy với Dắt để mình có thể nâng máy nha. Hôm nay mình thành công, mình có tiền rồi. Ok, thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Các bạn thích quay đừng quên lại tôi một lòng subscribe. Và các bạn hãy nhớ làm chứng cho tôi là có Khứa đồ bò xuất hiện thì mới đúng không mọi người. Còn bây giờ thì tôi đi đây, các bạn hãy nhớ bấm video khác của tôi để coi nha. Bye bye, đi nâng máy thôi nào.